Miasao konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục ngữ pháp của N4 nhé. Hãy em được dùng được bừng bổ bên câu trực dư kể mà sau. Rồi, hẹn con cái wa dai ju go ka o bên câu trực dư nè. Rồi, bài hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu là bài số 15 nhé. Bài số 15 thì mình sẽ học thêm một số thể mới các bạn nhé. Đầu tiên mình sẽ có câu trực ngữ pháp như sau. Đó là ukemi desu nè. Rồi, mình có ukemi là nghĩa là thể bị động các bạn nhé. Rồi thể bị động thì dùng khi nào các bạn nhỉ? Thể bị động đúng không? Thì mình dịch là gì đấy? Bị rồi đúng không? Hoặc là được chẳng hạn. Bình thường đúng không? Trong đời sống thường ngày ấy, mình có các tình huống như gì đấy nhỉ? À tôi được mẹ khen này, hoặc là tôi bị bố mắng này, đúng không? Hoặc là tôi bị giám đốc giao công việc cho chẳng hạn. Idesuka. Đấy thì bị đúng không? Hoặc là được ai đó làm gì thì cái đó người ta gọi là thể bị động các bạn nhé. Và những câu như vậy, những câu như là bị mẹ mắng hay là bị bố hay là bị bố phàn nàn, bị bố chú ý chẳng hạn này, những câu như thế mình nói như thế nào, thế mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Rồi học xong bài hôm nay chúng ta sẽ biết cách diễn tả những câu như vậy. Idesuka. Rồi vậy thể bị động chia thế nào đúng không, trước khi vào cách sử dụng của thể bị động nhé, thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách chia của thể bị động. Idesuka. Rồi thì thể bị động ấy cũng được chia theo nhóm, thì trong tiếng Nhật đúng không, các động từ ấy được chia thành 3 nhóm các bạn nhé, nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3 đúng không. Thì nhóm 1 là nhóm mà trước mắt sự thuộc cột y đúng không, và nhóm 2 thì trước mắt sự thuộc cột e, và các động từ đặc biệt mà dù kết thúc bằng y nhưng mà vẫn thuộc nhóm 2. Cuối cùng là động từ nhóm 3 đúng không, thì gồm có động từ shimasu là chính này, và động từ kimasu. Đấy, ngoài ra các gì ấy nhà các danh động từ nữa. Đấy thì thể bị động mình cũng chia theo nhóm các bạn nhé. Vậy đầu tiên mình vào nhóm 1 nào. Hey, group vị chi desu ne. Vậy nhóm 1 mình chia như thế nào thì chúng ta cùng nhau nhìn ví dụ sau đây nhé. Hey, mazu wa kakimasu, kakaremasu, kikimasu. Hai, ukemi desu ne. Kikaremasu, kikimasu, kikaremasu. Oyogimasu, oyogaremasu, oyogimasu, oyogaremasu. Nomimasu, nomaremasu. いいですか? Rồi vậy những động từ thế này ấy, các bạn nhìn các bạn có rút ra quy tắc chia không nhỉ? À, kakimasu, ki desu ne. Ka, remasu. Kikimasu, ki. Ga desu ne, remasu. Oyogimasu, gi. Ga, rồi remasu. Nomimasu, mi, ma, và remasu. Vậy cách chia là gì nhỉ? À, mình đã chuyển vần i thành vần a tự ứng rồi cộng với lại remas các bạn nhé. Idesuka, chuyển vần i thành vần a tương ứng rồi cộng với lại remas, đó là cách chia của nhóm 1 các bạn nhé. Oboite kudasai. Mình đã chuyển vần i thành vần a tương ứng rồi cộng với remas, nghĩa sao nhỉ? Ví dụ là gì đây nhỉ? Ki thành ka này, si thành sa này, hoặc là chi thành ta này. Idesuka. Tuy nhiên có một trường hợp đặc biệt, đó là i đúng không, thì i mình sẽ không chuyển về là a các bạn nhé. I giống như khi mình chia phủ định ấy, dạng phủ định thế này ấy, thì y mình sẽ chuyển về là wa. Idesuka. Y thành wa nhá. Hay asobimasu, ukemi wa. Áp dụng cách chia nào, các bạn thử chia nào. Asobimasu sẽ thành so desu asobaremasu. Idesuka. Asobimasu, asobaremasu. Machimasu, mataremasu. Đúng không? Chi thành ta, mataremasu. Torimasu, toraremasu. Aimasu, awaremasu. いいですか? I wa wa ni narimasu ne. Bạn nhớ là gì đấy? I mình sẽ chuyển về gì đấy? Chuyển về wa nhá. いいですか? Chuyển i về wa rồi cộng với lại remasu như là các từ còn lại. いいですか? Tôi nhắc lại nhá. Nhóm 1 mình sẽ chuyển vần i thành vần a tương ứng rồi cộng với lại remasu. Tuy nhiên trường hợp đặc biệt đó là i mình sẽ không chuyển về a mà i sẽ chuyển về wa. Hãy chú ý sự là sai, bạn hãy ghi nhớ điều đó nhé. Rồi, tiếp tục vận động từ nữa nhé. Hanashimasu. Áp dụng sai chia về gì đấy? Đúng rồi, sẽ là hanasaremasu nhé. Si thành sa. Hanashimasu, hanasaremasu. Ok, desu ka? Đó là nhóm 1 các bạn nhé. Vậy, nhóm 2 đúng không? Nhóm 2 chia như thế nào? Thì chúng ta lại cùng nhau tìm hiểu tiếp nhé. Hãy, group 2 desu ne. Nhóm 2 này, các bạn hãy nhìn một số động từ sau đây nhé. Mimasu, miraremasu, shirabemasu, shiraberaemasu, homemasu,
Tomedaremas Tabemas Taberaremas Tabemas Taberaremas Y desu Rồi, nhìn và những động từ này đúng không? Nhìn cách chia của nó này, mình cùng nhau tìm hiểu quy tắc của nó nhé. Nhóm 2 đúng không? Nhóm 2 là nhóm động từ mà trước mắt sở thuộc vần E. Ngoài ra có một số động từ đặc biệt đúng không? Chỉ đến 10 động từ đặc biệt đấy. Mặc dù sao nhỉ? Trước mắt sở vẫn là gì đấy? Hàng Y nhưng lại thuộc nhóm 2 nhá. Thì mình vẫn chia các động từ đó theo quy tắc của nhóm 2. Y desu ka? Rồi, mimasu, miraremasu, shirabemasu, shiraberaremasu, homemasu, homeraremasu, tabemasu, taberaremasu. Cách chia gì các bạn nhỉ? À đầu tiên đúng không? Mình sẽ gì đây nhỉ? Cái mát sự này đúng không? Được chuyển thành gì đấy? Đúng rồi, được chuyển thành raremas, đúng không? Được chuyển thành raremas các bạn nhá. Đúng không? Mimas thành miraremas này, shirabemas này, shiraberaremas, homemas, homeraremas, tabemas, taberaremas. Y desu ka? Quy tắc của nhóm 2 nhá. Đó là thay thế mát sự bằng raremas. Ok desu ka? Thay thế mát sự bằng raremas. Bạn nhớ nhá. Hãy nhớ quy tắc chia nào. Chuyển mát sự hay thay thế mát sự thành daremas. Ok desu ka? Vậy áp dụng cách chia này chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp một số động từ khác nhá. Ví dụ gì đây nhỉ? À, tomemas đúng không? Sẽ thành tome daremas. Akemas ake daremas. Shimemas shime daremas. Y desu ka? Các bạn có nhớ là gì đây? À, chuyển cái đuôi mas sự thành đuôi daremas nhá. Y desu ka? Rồi, cuối cùng mình sẽ còn nhóm mấy đấy nhỉ? Đúng rồi, nhóm 3 nhá. Và nhóm 3 thì mình chia thế nào? Chúng ta cùng nhìn nào. Hãy cứ đứt lượt sàn nhé. Đầu tiên mình sẽ có động từ là kimasu, mình nghĩa là đến nhá. Kimasu là đến này. Bạn nhớ nhá, mình sẽ có hai động từ kimasu. Là kimasu nghĩa là đến, thuộc nhóm 3. Còn kimasu mà nghĩa là gì đấy? Mặc áo ấy, đúng không? Mặc loại áo ấy. Thì cái động từ kimasu đó lại thuộc nhóm 2 các bạn nhá. Rồi kimasu này mà nghĩa là đến nhá. Đến ví dụ gì đây nhỉ? Tomodachi desu ne, tomodachi wa asubi ni kimasu chẳng hạn. Bạn bè đến chơi ấy, thì đến sẽ là kimasu. Thì động từ kimasu sẽ có cách chuyển về động từ bị động như sau. Thì bị động của nó sẽ là koraremasu nhá. Kimasu thành koraremasu. Nhớ nhá. Kimasu thành koraremasu. Tiếp theo, shimasu sẽ về là saremasu. Y desu ka? Shimasu thành saremasu. Bây giờ mình vận dụng nhá để chia các động từ ấy mà là danh động từ kết thúc bằng shimasu nhá. Hay đầu tiên, shui shimasu. Shui shimasu, chú ý nhắc nhở nhá. Rồi vậy thẻ để bị động là gì đấy? Ok miwa. So desu. Shui saremasu. Shui shimasu. Shui saremasu. Y desu ka? Đó, shimasu chuyển về là saremasu nhá. Tiếp theo nào. Shotai shimasu. Mời nhá. Shotai shimasu. Vậy thẻ bị động là gì đấy các bạn? Áp dụng quy tắc nào? Shimasu nào? Sẽ là shotai saremasu nhá. Shotai saremasu. Đấy nhá, đó là cách chia của gì đấy nhỉ? Thẻ bị động. Y desu ka? Trước khi dùng một thẻ bị động đúng không? Mình phải nhớ là cách chia của nó nhá. Rồi sau khi nắm được cách chia rồi thì chúng ta cùng nhau vận dụng cách chia này nhá vào các câu ví dụ để có thể hiểu hơn về cấu trúc ngữ pháp với lại thẻ bị động các bạn nhá. Y desu ka? Hay, ikimashou. Chào mừng rồi desu ne, reibun o mite kudasai. Đầu tiên mình có động từ nhá. Shikarimasu, mình nghĩ là mắng. Y desu ka? Shikarimasu là mắng nhá. Hay, chichi wa watashi wo shikarimashita. Chichi wa watashi wo shikarimashita. Thì con mang nghĩa là gì nhỉ? Đúng rồi, mang nghĩa là bố đã, đúng không? Shimashita là quá khứ này. Thì mang nghĩa là bố đã mắng tôi nhá. Chichi wa watashi wo shikarimashita. Bố đã mắng tôi. Vậy bây giờ chuyển lại, các bạn nói là gì đấy? Tôi bị bố mắng, đúng không? Tôi bị bố mắng thì mình sẽ nói như thế nào? Rồi, mình sẽ nói như sau. Watashi wa chichi ni shikararemashita. Watashi wa chichi ni shikararemashita. Mình có động từ shikarimasu là mắng thuộc nhóm 1. Áp dụng quy tắc chia của động từ thể bị động, mình chia như sau. Đúng không? Chuyển vấn y thành vấn a tương ứng, đúng không? Tức là ri chuyển về là ra này, đúng không? Cộng với remasu nhá. Thì shikarimasu thể bị động sẽ là shikararemasu. Ok desu ka? Bố đã mắng tôi và tôi bị bố mắng nhá. Rồi bạn hãy nhìn lại nhá, cái câu tôi bị bố mắng này. Watashi wa chichi ni shikararemashita. Vậy cách dùng như thế nào đấy? À, bị ai đúng không? Bị ai này hoặc được ai này thì sau cái người đó mình dùng trợ từ nhí nhá. Đấy, bị ai, bị bố đúng không? Thì sau cái danh từ chỉ bố ấy, mình dùng cái gì đấy? Trợ từ nhí nhá. Hoặc được mẹ khen chẳng hạn này, được mẹ đúng không? Thì sau gì đấy? Mẹ nhá. Thì mình dùng trợ từ nhí.
Idesuka được ai hoặc bị ai làm gì đó thì sau cái danh từ chỉ người đó, chỉ ai đó mình dùng với trợ từ nhí nhá. Idesuka. Rồi, em còn đối tượng nhận hành động mình sẽ đưa lên làm chủ thể. Ok desuka. Hay mình nhận hành động mình bị mắng đúng không? Thì cái đối tượng nhận hành động ấy sẽ đưa lên làm chủ thể của câu. Đấy còn đối tượng mà mình bị này hoặc mình được người ta làm cho ấy thì sau cái đối tượng đó mình dùng với trợ từ nhí nhá. Idesuka, nhớ cách chia nhá. Đấy. Chụp N1 đúng không? Cộng với what? Cộng N2 cộng với trợ từ nhí cộng với lại gì đấy? Thể bị động nhá. Câu này mình dịch như sau, đó là N1 bị hoặc được N2 làm hành động gì đó. Idesuka. N1 bị hoặc được N2 làm hành động gì đó nhá. Idesuka, hãy nhớ kỹ cấu trúc ngữ pháp này. Idesuka. Rồi bây giờ cùng vận dụng cấu trúc ngữ pháp này nhá. Mình hãy đi vào các câu ví dụ nào. Idesuka vận dụng cấu trúc ngữ pháp này nào. Jarebu desu ne. Watashi wa bucho ni hômeられました. Watashi wa bucho ni hômeられました. Và câu này đúng không? Chủ thể nhận hành động là ai đấy? Là tôi đúng không? Tôi gì ấy nhỉ? À khen đúng không? Vì là khen thì khen là tích cực rồi. Nhớ 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 tích cực thì dịch là được. Nếu mà tiêu cực thì mình dịch là bị. Idesuka thì khen là gì đây? Là tích cực nhá. Nên mình sẽ dịch là được. Idesuka. Tôi được ai nhỉ? Được bucho đúng không? Bucho là trưởng phòng nhá. Ừ, tôi được trưởng phòng khen. Idesuka quá khứ rồi đúng không? Tôi đã được trưởng phòng khen nhá. Idesuka. Tôi đã được trưởng phòng khen. Rồi tiếp theo nhá. À, mình có từ gì nhỉ? Mình có câu ví dụ là gì đấy? Tôi bị chó cắn nhá. Tôi bị chó cắn thì mình có động từ cắn đó là kamimasu. Idesuka. Kamimasu. Vậy tôi bị chó cắn là như nào đây? À đối tượng nhận hành động vẫn là tôi đúng không? Bị ai bị con chó thì sao? Con chó mình dùng với trợ từ gì đấy? À trợ từ ni đúng không? Thì cắn là kamimasu. Kamimasu thành nhóm 1, động từ thể bị động sẽ là đúng rồi sẽ là kamaremasu đúng không? Rồi, tôi đã đúng không? Tôi đã bị chó cắn thì mình sẽ nói là à watashi wa inu ni kamaremashita. Idesuka. Watashi wa inu ni kamaremashita. Tôi đã bị chó cắn. Idesuka. Tiếp theo nào. Ari-san wa Kim-san ni eiga ni sasowaremashita. Ari-san wa Kim-san ni eiga ni sasowaremashita. Là mình có động từ là sasoimasu bằng nghĩa là rủ dê các bạn nhá. Rủ đi đâu thì mình dùng trợ từ ni nhá. Rủ đi xem phim đúng không? Sẽ là eiga ni sasoimasu. Rủ đi ăn, sokuji ni sasoimasu. Rủ đi buổi hòa nhạc, concerto ni sasoimasu. Đó, sẽ rủ đi đâu đây? Rủ đi xem phim đúng không? Thì sẽ là eiga ni sasoimasu. Và sasoimasu đúng không? Thuộc nhóm 1 nhá. Thì i mình chuyển về là gì đấy? Về wa. Idesuka sẽ sasowaremasu nhá. Ừ, đây có là gì cả gì đấy? À, chủ thể đúng không? Ai được đây nhỉ? Ai được, ai bị đây nhỉ? Ai được đấy? À, bạn A đi đúng không? Đấy, cái đối tượng nhận hành động ấy, được chưa? Thì chuyển về gì đấy? Lên làm chủ thể của câu nhá. Đấy, còn được ai, bị ai thì sau danh từ chỉ người đó dùng trợ từ ní. Thì có lẽ mang nghĩa là gì đây? À bạn Ari được ai nhỉ? Được bạn Kim nhá. Bạn Ari được bạn Kim mời đi xem phim. Idesuka. Bạn Ari đã được bạn Kim rủ đi xem phim. Wakaremashita ka? Các bạn đã hiểu chưa nhỉ? Idesuka. Mình lặp lại một chút ba câu này nhá. Đầu tiên này, watashi wa bucho ni hômeられました. Mình dịch là gì đây? À tôi được trưởng phòng khen này. Tiếp, tôi bị chó cắn này. Và Ari được Kim mở đi xem phim. Idesuka. Câu tiếp theo nhà mình nhìn câu số 4 nhá. Watashi no kuni no koto o kikareta ga kotaerare nakatta. Watashi no kuni no koto o kikareta ga kotaerare nakatta. Mình có động từ gì ấy nhỉ? À kikimasu đúng không? Thì kikimasu bằng hai nghĩa các bạn nhá. Kikimasu bằng nghĩa là gì đây nhỉ? Nghe cái gì đó nhá. Và kikimasu thì bằng nghĩa là hỏi nữa. Idesuka. Kuni no koto đúng không? Thì nhà những cái gì đấy, những cái điều mà liên quan đến đất nước của mình nhá. Watashi no kuni no koto kikareta ga. Nga là mặc dù đúng không? Đấy thì kikimasu chuyển về là kikaremasu đúng không? Kikareta là gì đấy? Thể tạ, thể quá khứ nhá. À, mặc dù đã gì đây nhỉ? Mặc dù đã bị hỏi đúng không? Mặc dù đã bị hỏi về gì đấy? Bị hỏi cái việc gì nhỉ? À bị hỏi về những cái điều mà liên quan tới đất nước của mình. Nhưng làm sao đấy? Kotaerare nakatta. Kotaemasu là trả lời nhá. Thể khả năng đúng không? Thể khả năng ở nhóm 2 đúng không? Sẽ là kotaeraremasu nhá. Và kotaerare nakatta phủ định quá khứ đúng không? Thì dịch là gì đấy? Tôi đã không thể trả lời được nhá. Ừ, mặc dù bị hỏi những cái điều về đất nước của mình nhưng mà tôi đã không trả lời được. Rồi, bạn hiểu chưa nhỏ? Idesuka. Rồi bây giờ mình sẽ sang cấu trúc câu nhá. Vẫn là thể bị động thôi nhưng mà cái cụm này nhá, mình nhấn mạnh thêm một chút. Đó là cái dạng gì ấy nhỉ? Có tân ngữ nhá, tân ngữ ố động từ. Idesuka, tân ngữ ố động từ nhá.
ví dụ lấy đúng không, lấy cái gì này, lấy ví chẳng hạn này, hoặc là làm hỏng cái gì, làm hỏng máy tính này, tức là gì đây nhỉ, có đối tượng của hành động nhá. Ví dụ lấy đúng không, lấy cái gì, lấy ví chẳng hạn này, đấy làm hỏng cái gì, làm hỏng cái máy tính chẳng hạn này, thế thì có cụm là gì đây, tân ngữ ố động từ nhá. Thì trong trường hợp như thế này đúng không, thì có chút vẫn như vậy thôi, vẫn là n một bị hoặc là được n hai làm cái gì nhá. Tuy nhiên mình có một điều chú ý như sau, đó là cấu trúc ngữ pháp này ấy, khi mà xuất hiện tân ngữ ở đây nhá, tân ngữ ố động từ đấy, thì cái thể bị động này chỉ dùng với những cái trường hợp mà cái hành động mà mình bị ấy, nào mình bị đấy đúng không, nhưng thường là mình bị thôi ấy, thì cái cấu trúc ngữ pháp này ấy, chỉ dùng trong trường hợp là gì đấy, cái hành động đó là gây phiền toái cho mình nhá, gây phiền toái cho mình dịch là bị ấy, it is có. Còn được nhá, được thì mình sẽ không dùng cấu trúc ngữ pháp đó. Được giáo viên dạy tiếng Nhật cho này, hoặc được giám đốc sửa máy tính cho này, hoặc được giám đốc gì ấy nhở, được giám đốc sửa bài phát biểu cho chẳng hạn này. Đấy thì những cái trường hợp mà mình được như vậy nhá, thì mình sẽ không dùng cấu trúc của lại thể bị động. Thể bị động khi mình chỉ dùng khi mà cái hành động đó nó gây phiền toái cho bản thân mình nhá, it is có. Cái hành động đó gây phiền toái và gây sự không hài lòng, không hài lòng cho bản thân người nói, thì mình mới dùng cái thể bị động. Ví dụ tôi bị trộm mất ví chẳng hạn này, hoặc tôi bị em trai làm hỏng máy tính này, tôi bị người khác giẫm bên chân này, thì mình dùng thể bị động được. Còn các trường hợp làm sao đấy nhở, được ai đó làm gì cho, được giám đốc dạy tiếng Nhật cho, hoặc là được giám đốc sửa máy tính cho đúng không, thì trong trường hợp như vậy mình sẽ không dùng thể bị động, mà mình sẽ chia động từ đó về thể T cộng với lại modal must nhá. Ấy thì thể T cộng modal must mình học rồi đúng không, nhận cái hành động gì đó từ ai. Đấy thì dùng T modal must thì diễn tả được cái lòng biết ơn của mình đối với người ta. It is có. Đấy nhá. Bây giờ đầu tiên mọi người chỉ cần chú ý là gì đây? Cái cấu trúc câu ấy mà có xuất hiện tân ngữ ố động từ này, nó thể là từ ố ở đây này, tân ngữ ố động từ nhá, mấy thể bị động đấy, thì mình chỉ dùng thể bị động đối với các trường hợp mà nó gây phiền toái, gây rắc rối cho người, cho mình hoặc cho bản thân người nói thôi nhá. It is có, mình chính là người nói rồi đúng không? Đấy. Thì bây giờ mình cùng luyện tập nhá, phần re này, chị bảo. Ai, 私は誰かに足を踏まれました。私は誰かに足を踏まれました。Mình có 踏みます là giẫm nhá. Ừ, còn mà nghĩa là gì đấy? Tôi đúng không? Tôi bị ai đây nhỉ? Tôi bị ai đó đúng không? Mình có 誰か nhá. 誰 là từ hỏi là ai. Còn 誰か thì mà nghĩa là ai đó nhá. À, tôi đã bị ai đó giẫm vào chân. It is có. Tôi đã bị ai đó giẫm vào chân. Thì cái việc mà ai đó giẫm vào chân mình đúng không? Nó gây cái phiền toái, gây cái sự không thích, không hài lòng cho bản thân mình đúng không? Thì mình mới dùng cái thể bị động nhá. It is có. Tiếp theo là câu số 2. 私は部長に仕事を頼まれました。私は部長に仕事を頼まれました。これは nghĩa là gì đấy? À, tôi đúng không? Tôi bị ai nhỉ? Bù chô là trưởng phòng nhá. Tôi bị trưởng phòng, đúng không? Tôi đã này, tôi đã bị trưởng phòng. Mình có động từ tanomimasu, mình nghĩa là nhờ vả. Ừ, thì có lẽ mang nghĩa là tôi đã bị trưởng phòng nhờ vả công việc nhá. Shigoto là công việc đúng không? Ừ, tôi đã bị trưởng phòng nhờ vả công việc. Các bạn hiểu chưa? Rồi, tiếp theo câu số 3 nào. 私は母に漫画の本を捨てられました。私は母に漫画の本を捨てられました。Mình có 捨てます là vứt. Nhóm 2 nhá, 捨てます là vứt. Vậy còn là mang nghĩa là gì đấy? Có từ là mới không các bạn nhỉ? Mình có từ manga đúng không? Thì manga là truyện tranh nhá. Manga nó hồng là sách truyện tranh. Tôi bị ai đấy? Đúng rồi, tôi bị mẹ đúng không? Haha là mẹ rồi. Tôi đã bị mẹ bất quyền truyện tranh đi nhá. Ok, desu ka? Thôi, mình cùng tìm hiểu một câu ví dụ nữa nhá. Câu số 4 nào. Ani wa dorobo ni kaban o torareました. Mình có dorobo là trộm nhá. Torimasu là lấy. Desu ka? Có là dịch như nào đấy? Ai cái nhà chủ thể là anh trai đúng không? Anh trai tôi đã bị ai? À, dorobo trộm đúng không? Đấy, anh trai tôi đã bị trộm lấy mất, mất cặp nhá. Tân ngữ ố động từ thì mình phải dùng có chút câu đó là gì đấy? T, modalimasu nhá. Thể T cộng với lại modalimasu nhận cái hành động gì đó từ ai. Đấy thì khi dùng T modalimasu thì nó phát được lên cái sự biết ơn của mình đối với cái người đã làm hành động cho mình nhá. It is có. Rồi các bạn cùng nhìn ví dụ sau đây nhá. Watashi wa tomodachi ni jitensha o shuri shite moratta. Watashi wa tomodachi ni jitensha o shuri shite moratta. Các bạn nghĩa là gì đây nhỉ? Nhận từ ai đúng không? Thì nhận từ ai mình vẫn dùng trợ từ gì đấy? Trợ từ ni đúng không? Mấy bài trước mình ôn tập lại rồi đấy. Đấy thì nhớ là gì đây? Nhận từ ai đúng không? Thì sau cái hành, sau cái người mà mình nhận đấy mình vẫn dùng cái trợ từ ni nhá. Tôi đúng không? Tôi đã nhận từ bạn bè cái hành động gì đấy? Cái hành động sửa xe đạp. It is có. Tôi đã nhận cái hành động sửa xe đạp đúng không? Nhận hành động gì đấy? Sửa này, hành động sửa xe đạp từ bạn bè. Tức là sao đấy? Bạn bè đã sửa xe cho tôi đúng không? Đấy, tôi đã được bạn sửa xe cho.
いいですか？みんな手でこうもらいますよ。過去からもらった。はい、次2番ですね。こそ入れ。私は先生に日本語を教えてもらいました。はい、私は先生に日本語を教えてもらいました。で、これは意味は何だい？tôi đúng không? Tôi được ai nhỉ? À, tôi được giáo viên dạy tiếng Nhật cho. It is cả. Tôi được giáo viên dạy tiếng Nhật cho nhá. Đúng gì cả được đúng không? Thể bị động mình gì cả được được đúng không nhỉ? Được mẹ khen được đúng không? Được mời đi được. Nhưng mà sao đây nhỉ? Khi mà thể hiện lòng biết ơn nhá. Có viết cũng chúc câu là gì đấy? Ai đã làm gì cho mình đúng không? Đấy, làm gì cho mình nhá. Đấy thì mình dùng với lại thẻ T cộng với Moraimas. Rồi tiếp theo thẻ bị động còn được áp dụng trong một trường hợp nữa. Đó là khi mà chủ thể là một vật đúng không thì động từ phía sau mình phải chuyển về thể bị động bạn nhớ. Còn gì đấy nhở? Nhật Bản xuất khẩu gạo đúng không, nhưng mà đưa gạo để làm chủ ngữ đúng không thì phải là gạo được xuất khẩu bạn nhớ. Hoặc là gì đấy, Nhật Bản nhập khẩu dầu mỏ, Nhật Bản nhập khẩu dầu mỏ, nhưng mà sao đây nhở? Khi mà dầu mỏ đưa lên làm chủ thể của câu đúng không thì phải là gì đấy, dầu mỏ được gì nhở, được nhập khẩu. Đấy thì khi chủ thể là vật nhớ thì động từ ở cuối câu ấy đúng không, động từ ấy thì mình chuyển về thể bị động tương ứng của nó nhá. Rồi áp dụng quy tắc này mình cùng nhau tìm hiểu một số câu ví dụ sau đây nhá. Hãy chỉ bằng France để日本の古い絵ですね古い絵が発見された các bạn nghĩa là gì đấy, ở đâu nhỉ, đấy thể hiện vị trí địa điểm đúng không, ở Pháp. Chủ thể trước cá là gì đấy, à e là bức tranh đúng không, furui là gì đấy, là cổ, idesuka bức tranh cổ của Nhật đã được gì đấy, hoặc cây là chữ phát và chữ kiến nhá, mà nghĩa là phát hiện ra. Idesuka vậy chủ thể là bức tranh cổ của Nhật đúng không thì phải là bức tranh cổ Nhật đã được nó phát hiện ra nhá. Haken shimasu ở nhóm 3 thẻ bị động sẽ là haken saremasu, haken sareta nhá, nghĩa là đã được phát hiện ra. Idesuka đấy, ở Pháp thì bức tranh cổ của Nhật đã được phát hiện ra. Ok desuka. はい、2番ですね。構想はいの。日本の車は世界中へ入出されています。日本の車は世界中へ入出されています。Mình có động từ là như xích sử shimasu, mà nghĩa là xuất khẩu nhá. Đấy chữ xuất này có xích sử thì như xích sử shimasu nghĩa là xuất khẩu. Idesuka thì chủ thể là gì đấy, à chủ thể là ô tô của Nhật đúng không, thì ô tô của Nhật phải gì đấy, phải được đúng không, thì như xích sử shimasu nhóm 3 thì phải chuyển về là như xích sử saremasu. Đấy saremasu gì đây, là thường xuyên được. Idesuka đấy, ô tô của Nhật thì thường xuyên được xuất khẩu đi đi đâu nhỉ, đi khắp thế giới nhá. Sekaiju là khắp thế giới, é thể hiện cái phương hướng, nó phương hướng của nó nhé, xuất khẩu đi đâu, đấy xuất khẩu đến khắp thế giới. Sekaiju e nyushitsu saretemasu, đấy ô tô của Nhật đang được xuất khẩu đi khắp thế giới. Desu ka? Hai, samasu ne, koso ba nào. Kono uta wa sekaiju de uta waretemasu. Thì cái này nghĩa là gì đấy? À, kono uta đúng không? Thì uta là gì nhỉ? À, uta là bài hát đúng không? Đấy, kono uta là cái bài hát này nhá. Kono uta wa sekaiju, sekaiju giống trên này đúng không, khắp thế giới. Sekaiju de utaimasu là hát, còn uta warete imasu thì là gì đấy, đang được, nghĩa là được nhá. Utaimasu nhóm 1 mà chuyển thể bị động đúng không, sẽ là uta waremasu, đang được nhá. Cái bài hát này thì đang được hát trên khắp thế giới, thể hiện địa điểm nhá, hát trên toàn thế giới. Idesu ka? Chắc là ế thể phương hướng di chuyển này, còn de trong trường hợp này thể hiện địa điểm thực hiện hành động, hát đâu đúng không, hát ở trên khắp thế giới. いいですか？はい、4番の。この本は多くの子供に読まれています。読まれている。この本は多くの子供に読まれている。Mình có 読みます là gì đấy? À, 読みます là đọc, đúng không? Đấy, đi con là mình nghĩa là gì đấy? Cái quyển sách này là chủ thể của câu đúng không? Thì đọc thì phải chuyển về gì đấy? Được đọc, đúng không? Đấy, cái quyển sách này được đọc, ní là được ai đấy nhỉ? Được nhí đúng không, thể hiện là gì đấy, được ai, được ai đấy. Ở ô cử nó kodomo đúng không, hay ô cử là nhiều này, kodomo là trẻ con thì là được nhiều trẻ con đọc. Idesuka đó nhá. Đó là lưu ý khi mà nhà chủ thể của câu ấy là một danh từ thì cái động từ phía sau đúng không thì nó chuyển về cái thể bị động nhá. Idesuka. Rồi bây giờ áp dụng tiếp có giúp ngữ pháp là nhá, mình cũng luyện tập thêm hai ba câu nữa để có thể nhớ được cái cấu trúc ngữ pháp là khi mà danh từ chỉ vật nên làm chủ thể ở câu nhé thì động từ chuyển về thể bị động nhé. いいですか? Rồi. 1番ですね。日本では秋はスポーツの季節と言われています。日本では秋はスポーツの季節だと言われています。Đầu tiên mình có từ gì đấy nhỉ? 季節 mà nghĩa là mùa nhé. Mùa.
ở đâu nhỉ? Nếu mà là tiếng mạnh của thế đúng không? Ở Nhật Bản đúng không? Ấy, như không? Nếu mà ở Nhật Bản này thì sao đấy? À, Aki là mùa thu nhá. Mình có to iguate ma thì ima là nói, cái là được nói đúng không? Đấy, mùa thu được nói như nào đó. Thì được nói, thì ngoài ra được nói mình chỉ cần gì đấy? Có thể là cho rằng đúng không? Mọi người đều nói như vậy. Tức là gì đấy? Là được cho rằng như thế. Idesuka, Việt Nam được cho rằng một đất nước đẹp chẳng hạn này. Hoặc là người Nhật được cho rằng là thân thiện chẳng hạn. Đấy nhất thì được cho rằng, được nói rằng. Đấy, mình dùng với lại ima đúng không? Ima là nói nhá. Thế bị động sẽ là iwaremasu. Idesuka. Rồi. Ở Nhật Bản đúng không? Mùa thu này thì được nói là gì đấy? Được nói là mùa của thể thao, đúng không nhá? Đấy, ở Nhật Bản thì mùa thu được nói là mùa của thể thao nhá. Idesuka ka? Sports no kisetsu, mùa của thể thao. Rồi bây giờ câu số 6 nào, được các bạn. Sotsugyo shiki wa 3月 10 ni okonawaremasu. Sotsugyo shiki wa 3月 10 ni okonawaremasu. Mình có động từ nhá, okonaimasu. Okonaimasu nghĩa là tổ chức. Sotsugyoshimasu là tốt nghiệp nhá, và sotsugyoshiki nghĩa là lễ tốt nghiệp. Mình xem mạng, con làm bài nghĩa là gì đấy? Đúng rồi, lễ tốt nghiệp đúng không? Okonaimasu thì chuyển về thể bị động sẽ là okonawaremasu, đúng không nhá? Thì con làm bài nghĩa là lễ tốt nghiệp sẽ được đúng không? Phải tổ chức đúng mà sẽ được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 3 nhá. Lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 3. Idesuka, dazu desuka, bạn có hiểu không nhỉ? Đấy nhá. Tiếp theo câu số 7 nào. Kono tatemono wa itsu goro taterareta no desu ka? Câu hỏi đúng không? Mình có từ tatemono nhá, nghĩa là cái tòa nhà. Itsu goro khoảng khi nào? Tateraremasu, đúng không? Là thể bị động của tatemasu nhá. Tatemasu là xây dựng, còn tateraremasu thì là được xây đúng không? Đây là thể quá khứ rồi. Đó, có một cái hợp desu ka, các mình hỏi là gì đấy? Tateraremasu ta ka cũng được, hoặc là taterareta no desu ka giống nhau nhá. Cái này mình chuyển nó về một danh từ đúng không? Cái muốn kết thúc bằng desu ka ấy thì cái này thể thông thường cộng với từ no nhá, cái danh từ hóa lên. Câu này mang nghĩa là gì đấy? À, cái tòa nhà này đúng không? Đấy, taterareimashita ta rồi đúng không? Là thể gì đấy? Thể bị động đó thì mình phải dịch là gì đấy? Mình phải dịch là được xây đúng không? Cái tòa nhà này đã được xây dựng khoảng khi nào? Đấy, itsugoro nhá, khoảng khi nào? Idesu ka? Cái tòa nhà này đã được xây dựng khoảng khi nào? Idesu ka? Phải nhớ nhá. Đấy, chủ thể là vật đúng không? Chủ thể là vật này. Đấy, chủ thể là vật đúng không? Thì động từ cuối câu ấy, mình chuyển về thể gì đấy? Thể bị động nhá. Idesu ka? Nếu mà nó là gì đấy? Nó đang là động từ dạng gì? Tha động từ ấy. Tha động từ. Tha động từ tức là bản thân mình làm cái gì đó ấy. Tha động từ. Thì khi mà tha động từ như vậy mà đi với chủ ngữ là một vật ấy thì mình phải chuyển về thể bị động nhá. Idesu ka? Đấy, mùa thu đúng không? Được cho rằng đúng không? Là mùa thể thao chẳng hạn này. Hoặc là lễ tốt nghiệp được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 3. Cái tòa nhà này được xây dựng khi nào thế? Idesu ka? Bạn đã hiểu chưa? Rồi tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu một ngữ pháp nữa. Đó là ngữ pháp với một từ, đó là từ niyotte các bạn nhớ. Niyotte. Thì niyotte mình dịch là gì? Thì bạn cùng nghe ví dụ sau đây nhé. Tatoeba, chifeo desu ne. Chifeo shitemasu ka? Nam Cao no sakuhin desu ne. À, chifeo là một tác phẩm của Nam Cao đúng không? Mình nói này, chifeo wa Nam Cao niyotte kakaremashita. Kakimasu. Kakaremashita. Chifeo wa Nam Cao niyotte kakaremashita. À, thì câu này bằng nghĩa là gì đấy? À, chỉ phèo đúng không? Thì đã được viết bởi Nam Cao. Idesu ka? Thì Nam Cao niyotte gì cả gì đấy? À, bởi Nam Cao nhá. Rồi mình sẽ có danh từ chỉ người cộng với niyotte, bằng nghĩa là bởi ai đó. Đấy, N1 được cái gì đó bởi ai đó, được chưa nhờ? Có gì ấy nhờ? Châu Mỹ được phát hiện bởi Colombo. Điện thoại được phát minh bởi Bell, đúng không? Đấy thì niyotte nhá, mình dịch là bởi, được dùng khi mà có những cái tác, khi mà cái tác phẩm này hoặc là cái điều phát minh thì nói quá tính chất đóng góp cho nhân loại nhá, thì mình dùng cấu trúc ngữ pháp này. Còn khi mà sao nhỉ, mình sẽ không dùng niyotte trong trường hợp là gì đấy? À, cái bánh này được làm bởi tôi này, hoặc cái bài văn này được viết bởi tôi này, đúng không? Thì cái bánh hay cái bài văn đó ấy, còn nó chưa mang tính chất là đóng góp cho nhân loại nhá, nên mình sẽ không dùng niyotte được. Niyotte chỉ dùng cho những cái đóng góp mà mang cái tính chất là gì đấy, nhân loại một chút nhá, thật đóng góp cho con người, đóng góp cho xã hội, đóng góp cho đất nước một tí nhá. Đấy, được công nhận, được ghi nhận rồi thì mình dùng bằng niyotte. Idesu ka? Niyotte nhá. Rồi bây giờ cùng luyện tập cấu trúc về niyotte nào. Mình dịch là bởi đó, bởi ai đó. Rồi câu số 1, ichiban desu ne. Mình có này, Genji monogatari wa Murasaki Shikibu niyotte kakaremashita. Mình có câu chuyện nhá,
chuyện của Genji sẽ là Genji Monogatari, còn tác giả sẽ là Murasaki Shikibu nhé. Thế còn mình dịch là tác phẩm Genji đúng không? Tác phẩm chuyện cổ Genji ấy thì đã được viết đúng không? Đã được viết bởi ai nhỉ? Bởi Murasaki Shikibu nhé. Tác phẩm Genji Monogatari, tác phẩm chuyện cổ Genji ấy đã được viết bởi nhà văn Murasaki Shikibu. Hãy đi vào câu số 2 nhé. Điện thoại là bell によって発明されました。Đen hoa hoa, bê đu ni yo te, hachime saremashita. Đúng, câu này đều gì đấy, chủ thể là vật rồi đúng không? Chủ thể là một vật, nên là gì đấy, động từ mình chuyển về thể bị động nhé. Mình có hachime là phát minh, hachime shimasu, thủ nhóm 3. Đúng không, thể bị động sẽ là hachime saremashita. Và đã được phát minh rồi thì chuyển về thể quá khứ đúng không? Hachime saremashita. Câu này mang nghĩa là gì đây, chủ thể là gì nhỉ? Cái điện thoại đúng không, đen hoa nhá. Điện thoại thì đã được phát minh bởi Bell đúng không? Điện thoại đã được phát minh bởi Bell nhá. いいですか? 次3番ですね。コース3này. この絵はピカソによって描かれました。この絵はピカソによって描かれました。絵là gì các bạn nhỉ? Đúng rồi,絵là bức tranh đúng không? Đấy thì sao nhỉ? Cái bức tranh này đã được kakaremasu là thể bị động của kakimasu đúng không? Đã được gì đấy? Vẽ được viết chẳng hạn. Trong trường hợp là tranh đúng không? Thì mình sẽ dịch là vẽ nhá. Cái bức tranh này đã được vẽ bởi Picasso. Thôi chưa kì. 4 番ですね. Tắt đèn hoa ngô tất tổ ni yốt tế cà cà đề tạ. Câu này thì hầu như chắc ai cũng biết rồi đúng không? Tắt đèn hoa ngô tất tổ ni yốt tế cà cà đề tạ. Tác phẩm tắt đèn đã được viết bởi ngô tất tổ nhá. Đi đến có bạn nhớ chưa? Ni yốt tế mình dịch là bởi ai đó. Trước ni yốt tế sẽ là một danh từ chỉ người. Đi đến có. Đấy, chủ thể sẽ là một vật nhá. Vì chủ thể là vật rồi nên động từ đương nhiên phải chuyển về thể bị động. Đi đến có. Đấy. Đấy, nhà truyện cổ Genji được viết bởi Murasaki Shikibu này, điện thoại được phát minh bởi Bell này, hoặc bức tranh này được vẽ bởi Picasso, tác phẩm tắt đèn đã được viết bởi Ngô Tất Tố. Idesuka wakaremashita ka? Mọi người đã hiểu cấu trúc này chưa nhỉ? Đấy, cố gắng luyện tập nhé và ghi nhớ cấu trúc ngữ pháp này khi mà mình kể đúng không, về các tác phẩm của Việt Nam chẳng hạn này, ví dụ như là gì đây, cái tác phẩm này đã được viết bởi Hồ Chí Minh chẳng hạn, hoặc tác phẩm này đúng không, được sáng tác bởi Xuân Diệu. Điện có bởi ai đó nhá, nhớ là dùng với lại niyote oboite kudasai ne. Câu tiếp theo mình sẽ phân biệt một chút, đó là trợ từ kara và trợ từ de nhá. Điện có phân biệt với trợ từ de và trợ từ kara. Trong các trường hợp sau đây, đầu tiên đó là gì ấy nhỉ? Ví dụ những câu là gì đấy? Rượu được làm từ gạo này, hoặc bia được làm từ lúa mạch này. Đấy thì được làm từ cái gì đó ấy. Khi mà sao nhỉ? Từ gạo đấy, từ lúa mạch đúng không? Hoặc là từ gạo chẳng hạn này. Khi ấy mà chế biến thành phẩm rồi, chế biến thành gạo rồi, chế biến thành bia rồi, nhìn vào gạo, mình nhìn vào bia ấy, mình không còn nhìn được cái hình dạng ban đầu đúng không? Hình dạng ban đầu, cái chất liệu ban đầu là nó làm từ cái gì nữa. Nhìn vào rượu đúng không? Mình không nhớ được, không biết được là gì đấy. Rượu đã làm từ gạo chẳng hạn. Nhìn vào bia đúng không? Thì mình sẽ không biết là bia đã được làm từ lúa mạch chẳng hạn này. Thì trong những trường hợp như vậy, thì đối với những trường hợp như vậy thì gọi là nguyên liệu đúng không? Những cái nguyên liệu như vậy ấy, thì mình sẽ dùng với trợ từ kara nhá. Idesuka, rượu được làm từ gạo này, thì sau cái gạo đó mình dùng với từ kara. Hoặc là bia đúng không? Bia đã được làm từ lúa mạch nhá, thì sau lúa mạch mình dùng với kara. Idesuka, các bạn nhớ là những cái nguyên liệu ấy, những cái nguyên liệu sau khi chế biến thành phẩm rồi mà nó còn không, mà mình không thể nhìn thấy cái hình dạng ban đầu của nó nữa, cái chất liệu ban đầu của nó là gì nữa, thì mình sẽ dùng với lại trợ từ kara sau cái nguyên liệu đó nhá. Còn đối với các vật liệu ấy, khi mà chế biến thành phẩm rồi, nhìn vào cái sản phẩm đó mình vẫn biết là nó làm từ cái gì. Idesuka, nhìn vào cái bàn đúng không? Mình vẫn biết là gì đấy? Cái bàn là làm từ gỗ. Hoặc nhìn vào căn nhà đúng không? Mình vẫn biết là gì đấy? Căn nhà này làm bằng gỗ này. Đấy, hoặc là nhìn vào các búp bê đúng không? Mình vẫn biết là cái con búp bê làm từ giấy chẳng hạn này. Thì đối với những cái vật liệu như vậy, như là giấy, gỗ như vậy nhá, thì mình sẽ dùng trợ từ de ở đằng sau những cái vật liệu như vậy. Idesuka? Wakaremashita ka? Nhớ nhá, các nguyên liệu sau khi chế biến thành phẩm rồi, nhìn vào cái thành phẩm đó, mình không còn biết cái nguyên liệu ban đầu của nó là gì nữa, thì cái nguyên liệu như vậy mình dùng với lại trợ từ kara đằng sau. Đấy chưa nhờ? Ví dụ rượu làm từ gạo chẳng hạn này. Idesuka. Đấy, còn những cái gì đấy? Những cái vật liệu như là gỗ, xi măng, sắt thép hay là gì, giấy này. Đấy, sau khi dựng thành phẩm rồi đúng không? Tạo thành phẩm rồi ấy, mình nhìn vào sản phẩm đó, mình vẫn biết là gì? Cái sản phẩm này làm từ cái chất liệu, cái vật liệu gì nhá. Thì sau những cái chất liệu, cái vật liệu như vậy mình dùng một trợ từ để. Idesuka. Rồi bây giờ mình nhìn ví dụ nào. Hãy để bưng ốp mình thấy cả sai nét. Nhìn ví dụ nhá. Biru wa mugi kara tsukuraremasu. Biru wa mugi kara tsukuraremasu. Mình có mugi là lúa mạch, tsukurimasu là làm đúng không? Thể bị động sẽ là tsukuraremasu. Vì chủ thể là gì đấy? Chủ thể là bia đúng không? Bia là một vật rồi nên động từ sẽ chuyển về thể bị động nhá. Và nghĩa là bia
làm là chuyển về gì đấy? Được làm đúng không? Mình chỉ được làm nhá. Bia thì được làm từ lúa mạch. Bia được làm từ lúa mạch. Bởi vì sao đấy nhở? Cái lúa mạch là đúng không? Sau khi chế biến thành bia rồi thì mình không còn nhìn thấy cái hạt lúa mạch ban đầu của nó nữa. Đấy thì mình dùng với lại kara nhá. Rồi tương tự, các bạn thử đặt một câu là gì đấy nhở? À, rượu được làm từ gạo nào? Rượu được làm từ gạo. Thì rượu là gì đấy? Đúng rồi, rượu là osake. Gạo là kome nhá. Rồi các bạn thử đặt nào? Sẽ là osake wa kome. À, sẽ là kome kara nhá. Kome kara tsukuraremasu. Đúng không? Bởi vì sau khi chế biến thành rượu rồi nó nhìn vào cái gì đấy, cái sản phẩm rượu là cái nước lỏng ấy đúng không? Mình không còn biết là gì, à cái nước này được tạo ra từ cái gì. Đấy thì mình dùng với lại kara nhá. Osake wa kome kara tsukuraremasu. いいですか? お酒は米から作られます。はい、次はこそ、バラ、さてでよ。はい、昔、日本の家は木で作られました。昔、日本の家は木で作られました。うん。昔là ngày xưa đúng không? Chủ thể là vật là gì đây nhỉ? À, Nihon no ie mà nghĩa là nhà của Nhật nhá. Ngày xưa thì nhà của Nhật đã được về quá khứ rồi đúng không? Đấy, tsukuraremasu, chuyển về tsukuraremashita. Đã được xây, đã được làm đúng không? Ngày xưa nhà của Nhật đã được làm bằng gì đấy? Làm bằng gỗ đúng không? Ki nhá, ki là cây, rồi là ki là gỗ nữa. Ki desu ka? Đấy, ngày xưa thì nhà của Nhật đã được làm bằng gỗ. Tức là sao nhỉ? À, nhìn vào ngôi nhà đúng không? Xây xong rồi, mình nhìn vào ngôi nhà mình mới biết là gì đấy? À, cái nhà này là bằng gỗ. Đấy thì sau cái gỗ đó mình dùng cái trợ từ đế nhá. Ngày xưa nhà của Nhật đã được làm bằng gỗ. Ki desu ka? Hay, 次4番ですね。この人形は紙で作られました。この人形は紙で作られました。あ、これ mang nghĩa là gì nhỉ? Mình có 人形 búp bê nhá. Thì con này mang nghĩa là à, cái con búp bê này đã được làm bằng gì nhỉ? Làm bằng giấy. いいですか? Ừ, con búp bê này đã được làm bằng giấy nhá. Thì có búp bê đúng không? Sau khi tạo hình xong rồi này, nhìn vào con búp bê đó mình vẫn biết là gì đấy? À, con búp bê là bằng giấy nhá. Thì trong trường hợp như vậy thì mình dùng bắt chợ từ đế sau từ giấy. いいですか? Nhớ nhá. この人形は紙で作られました。いいですか? Rồi, nhớ là gì ấy nhỉ? Sau những cái nguyên liệu làm từ cái gì ấy, mà những cái nguyên liệu này sau khi thành phẩm rồi, nhìn vào sản phẩm mình không còn biết là gì đấy, cái nguyên liệu chính của nó là gì nữa, thì mình sẽ dùng với lại kara nhé, đằng sau cái nguyên liệu đó. Còn đối với trường hợp là những cái vật liệu như là gì đấy, gỗ này hoặc giấy này, đấy sau khi thành phẩm rồi đúng không? Thành phẩm rồi, nhìn vào cái sản phẩm đó mình vẫn biết là à nó làm từ cái gì, thì mình dùng với trợ từ đế sau nguyên liệu nhé, sau cái nguyên liệu vật liệu này. いいですか? わかりましたか? Đấy là sự khác biệt giữa kara và đế. Mọi người hãy chú ý và ghi nhớ nhé.